Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Vũ Kiệt Nam Vlog của mình nha. Xin giới thiệu, mình là Nam. Thì mình có nhận được một cái email của một cái bạn này gửi mail cho mình và muốn nhờ mình tư vấn, hỏi giải đáp một số thắc mắc liên quan đến dòng xe, ô tô các bạn ha. Thì mình cũng xin giải đáp trong cái giới hạn của mình thôi. Mình hiểu biết đến đâu mình giải đáp tới đó, và đó là dưới góc độ cá nhân của mình nha. Nên nếu các bạn cảm thấy phù hợp hoặc có thể tin tưởng được thì các bạn làm theo cái cách của mình. Còn nếu các bạn cảm thấy không đủ tự tin thì các bạn có thể cần tư vấn thêm những chỗ khác nữa nha các bạn nha. Tại vì cái này nói ra rất là khó, nó là một chủ đề rất là nhạy cảm các bạn. Tại vì những cái chủ đề mà nó nhạy cảm nó đụng đến bát cơm manh áo của một ai đó các bạn, tới cơm áo gạo tiền của một ai đó thì mình nó cũng rất là nhạy cảm các bạn ha. Đấy. Rồi ok, mình đi thẳng vấn đề luôn, mình đọc lại cái câu hỏi. Tại vì mình hàng ngày mình nhận được rất là nhiều câu hỏi nhưng mà mình không có nhiều thời gian để mình giải đáp. Ví dụ như có những câu hỏi mà nó hỏi cụ thể thì mình không giải đáp được. Ví dụ như là hỏi biểu mình giới thiệu cho những cái gara sửa chữa ô tô nào uy tín là mình không chỉ được nè. Bởi vì có những gara đó lúc mình tới sửa thì thấy ok, nhưng mà sau đó khi mình về rồi mình giới thiệu cái gara đó rồi thì các bạn đến, họ lại lợi dụng ở chỗ là mình giới thiệu, họ chém đẹp bạn luôn các bạn, chém đẹp bạn luôn đó, họ moi tiền bạn còn dữ dằn hơn nữa. Lúc đó mình sẽ bị mang mất uy tín, mất đi cái uy tín của bản thân mình đi. Nên mình không muốn giới thiệu cụ thể một gara cụ thể nào nha các bạn, tại vì thời buổi làm ăn khó lắm các bạn, nên nói ra mình không muốn giới thiệu. Mình chỉ hướng dẫn cho các bạn, ở đây là hướng dẫn về cái kiến thức về ô tô để các bạn khi mà mang xe đến nơi nào đó, người ta làm tiền bạn, người ta làm giá bạn, họ moi móc, họ làm đủ trò vẽ ra cho bạn anh vẽ, thì bạn có thể bạn biết cái này họ cho bạn anh mình vẽ nè, bạn có thể thương lượng lại với họ nè. Đó, mục đích của mình là mình muốn truyền tải cái thông điệp về kiến thức về ô tô ha. Còn bây giờ mà để mình giới thiệu một cái gara nào có cụ thể mình không dám đúng các bạn ha, không dám nhé các bạn. Và đa số bây giờ các bạn thấy trên YouTube rất là nhiều kênh review lớn họ đưa ra một cái gara cụ thể luôn các bạn, thì các bạn sẽ hiểu rồi, họ có phải có cái gì đó họ mới dám giới thiệu ra một gara cụ thể các bạn nha. Đó, nên những câu hỏi đó mình không trả lời. Cái câu hỏi thứ hai nữa mình cũng không thể trả lời được là khi hỏi mình cụ thể cái địa điểm nơi nào mua phụ tùng uy tín hay là những phụ kiện đồ chơi xe hơi uy tín chất lượng giá rẻ, mình cũng không thể nào mà giới thiệu luôn các bạn nha. Những câu hỏi đó mà mình thường không trả lời, nên các bạn thông cảm. Rồi ok, mình đi thẳng vào vấn đề cái câu hỏi này. Thì hy vọng những cái câu giải đáp của mình cho cái bạn này thì những bạn khác xem được video clip mình cảm thấy tương tự thì các bạn đó có thể tự suy luận ra ha. Rồi mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Chào anh Nam. Em là một người theo dõi kênh của anh và em thấy anh có những chia sẻ và tư vấn rất hay, bổ ích và rất có tâm. Có những điều mình chưa biết, mình xem mình học hỏi và trang bị cho mình kiến thức về xe rất tốt. Em nhờ anh tư vấn hộ em xem báo giá và các hạng mục của đại lý xe khi bảo dưỡng ô tô có hợp lý hay không. Xe của em là Vios G mua 2020. Để phục vụ gia đình và đi trong nội thành thành phố trung bình là một ngày khoảng 50 km. Và bảo dưỡng tại hãng định kỳ là mỗi 5.000 km là một lần. Vừa rồi tháng 9 2022, em lên hãng bảo dưỡng định mức theo cái mốc là 35.000 km thì chỉ mất tầm khoảng 1 triệu đồng, tức là trên dưới, bạn này ghi là sắp xỉ 1 triệu đồng. Nhưng hãng báo sơ qua lần tới bảo dưỡng lên đến khoảng 40.000 km thì dự tính hết tầm khoảng 8 triệu đồng. Một số tiền cũng làm em đắn đo, nên nhờ anh tư vấn hộ xem có hợp lý không ạ? Hạng mục nào cần thiết, hạng mục nào không cần thiết? Ảnh báo giá của hãng em gửi kèm. Em chân thành cảm ơn anh và chúc anh và gia đình sức khỏe ạ. Rồi, cảm ơn bạn, mình xin giấu tên của bạn ha. Bạn đã gửi tới email mình thì mình cũng cảm ơn bạn, bởi vì là bạn gửi đến thì câu hỏi này nó cũng khá là gọi là phổ biến
trùng với nhiều câu hỏi khác, thì mình lấy một cái ví dụ của bạn ra để giải đáp để cho những bạn khác bạn theo dõi luôn. Thì mình có tải cái bảng báo giá sửa chữa chung của cái đại lý Toyota đó đối với dòng xe Vios G2020 của bạn ha. Thì các bạn hãy nghĩ coi, một chiếc xe của bạn từ đời 2020 mà bây giờ là 2022 thì bạn mới chạy khoảng tầm 2 năm tuổi thôi, tức là cái thời gian bạn chạy xe mới mới 2 năm thôi. À, trên dưới xe dịch gì đó ha, trong vòng loanh quanh 2 năm trở lại. Thì một thời gian cũng phải nói là nó cũng còn ngắn chứ không có gì là dài. Và mình cũng vui là khi bạn nói là bạn có bảo dưỡng định kỳ 5.000 km một lần. Thì mình nói thật ra cái vấn đề mà nếu mà thực ra ai mà có kiến thức về xe mà biết làm một chút á, thì trong vòng khoảng 100.000 km đầu tiên, tức là nằm trong cái mức khoảng tầm 3 đến 5 năm đầu tiên á, là cái xe của bạn không cần mang vào gara hay hãng nào luôn, các bạn có thể tự mua những cái cơ bản về bạn tự thay được. Nhưng mà trong cuộc sống mà người ta nói là chuyên việc nào làm việc đó, nếu ai mà cũng tự làm hết thì gara nó sống bằng cái gì, đại lý ủy quyền của hãng nó sống bằng cái gì đó. Do đó mới cái chuyện là không phải tất cả ai đều có thể tự sửa chữa tại nhà. Thì mình sẽ căn cứ theo cái danh mục của bạn gửi qua cho mình, tức là cái bảng báo giá này của đại lý Toyota gửi cho bạn, thì mình tham khảo và mình sẽ phân tích cái nào cần và cái nào không cần. Bởi vì khi họ gọi là đưa ra một cái danh mục bảo dưỡng thì không phải là tất cả họ đưa ra là mình chấp nhận hết tất cả những cái hạng mục đó của họ. Mình có thể nốt lại, tích lại, cái này ok, cái này không ok, cái này loại bỏ. Mình có quyền nha các bạn, chứ không phải là khi họ đưa ra, ví dụ họ đưa ra 10 cái hạng mục mà là bắt buộc mình phải chấp nhận 10 cái hạng mục. Không phải nha các bạn, mình phải hiểu rõ là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ xem xét từng hạng mục cho bạn và mình phân tích. Với cái mức 40.000 cây số của bạn thì bạn cần cái gì, không cần cái gì ha. Rồi, mình cũng không có nói chi tiết là cái đại lý Toyota nào nha các bạn. Mình không nói nha, mình cũng không nói tên của các bạn này ra luôn, để gọi là mình tôn trọng quyền riêng tư. Thì trong đây mình xem cái bảng báo giá của cái đại lý Toyota thì nó chia ra làm hai cái phần. Phần một là phần công bảo dưỡng cấp 40.000. Cái phần một là cái gọi là công việc cần thực hiện, tức là gọi là chi phí nhân công ha. Nó chia ra hai mục, một là chi phí nhân công, cái thứ hai gọi là chi phí phụ tùng vật tư. Là nó, thằng đại lý của hãng thì nó sẽ chia ra hai cái đó ha các bạn ha. Thì đầu tiên á, trong cái phần gọi là cái chi phí công, công tức là cái gọi nhân công đó, công thợ rồi nhân công á, thì nó chia ra trong đây nó liệt kê tới 6 hạng mục. Còn cái chi phí phụ tùng và vật tư á, thì nó liệt kê tới 10 cái hạng mục. Thì mình sẽ đọc cho các bạn xem nha. Thì các bạn cùng mình thảo luận xem cái nào cần và cái nào không cần nha. Trong cái chi phí gọi là cái nhân công á, thì nó đưa ra tới 6 cái hạng mục. Một, nó ghi cái mã công việc là BD40K, tức là mình nghĩ là nó viết tắt tắt của bảo dưỡng 40.000. Cái tên, nó đưa ra cái tên của cái mục đó gọi là bảo dưỡng cấp lớn 40.000 và cái đơn giá của nó là 1.1 triệu. Mình thấy rất là thắc mắc khi nó ghi đã là công bảo dưỡng lớn, cấp lớn 40.000 rồi thì nó lại còn liệt kê ra là cái mục số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Thì cái mục số 2 nó liệt kê là vệ sinh họng hút và kim phun là 860.000. Mục số 3 là cân chỉnh điện tử 600.000. Mục số 4 là vệ sinh dàn lạnh bằng máy là 250.000. Mục số 5 là vệ sinh buồng đốt bằng máy 350.000. Mục số 6 là khử mùi diệt khuẩn cabin 30.000. Thì mình thấy thắc mắc là như thế này các bạn nào. Đã gọi là nó đã đưa vô cái mục số 1 là công là bảo dưỡng cấp lớn 40.000 rồi, là 1.1 triệu rồi. Thì những cái mục thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 trong cái công bảo dưỡng á, nó là cái gì? Tại sao đã lại liệt kê những cái sau? Có nghĩa là nó đánh cái này gọi là mập mờ, đánh lận cái tên gọi ha.
mình không đồng ý cái điều này, và mình thấy cái cách thức mà nó báo giá như thế này là mình thấy một cái gọi là gian lận. Mình dùng cái từ gian lận ha, trong ngôn từ, trong từ ngữ luôn ha. Thì mình sẽ không, nếu là mình nhá, trong cái mục tiền công bảo dưỡng nha, tức là tiền nhân công á, cái mục số 1 nó ghi là bảo dưỡng cấp lớn 40.000 thì mình bỏ dẹp cái này luôn đi. Mình dẹp cái này qua một bên luôn, mình không làm cái này ha. Tại vì nó không ghi bảo dưỡng cấp lớn là cái gì, là công việc gì, đúng không? Dẹp cái này luôn qua một bên. Cái mục thứ hai là mục vệ sinh họng hút kim phun, mình nói bỏ luôn, không cần vệ sinh họng họng hút kim phun gì hết các bạn, bỏ luôn nha, bỏ luôn cho mình. Cái mục thứ ba là căn chỉnh thất lái điện tử, thì để mình giải thích cho bạn hiểu căn căn chỉnh thất lái điện tử là gì. Là thường á, là khi mà cái xe của bạn chạy một thời gian á, nếu mà bạn chạy tốc độ cao trên đường cao tốc, bạn thấy cái vô lăng của bạn cảm giác là cái bánh xe nó cứ sàng qua một bên, mà lúc nào cái tay của bạn cũng phải giữ cái xe liên tục. Có nghĩa là khi bạn chạy trên một cái đường thẳng, mặt đường là phẳng ha, và khi bạn chạy tốc độ cao từ 80 cây số trên giờ trở lên, thì các bạn cảm giác cái bánh xe nó bị sàng qua một bên, bên phải hoặc bên trái. Có nghĩa lúc này nó bị gọi là lệch lệch độ chụm của thước lái ha, hoặc là độ chụm của bánh xe. Thì lúc này nó phải dùng máy để nó cân chỉnh lại. Nó cân chỉnh lại thì có nhiều kiểu cân chỉnh lắm các bạn. Nó bấm lại chì trên cái mâm xe, rồi nó cân chỉnh thước lái tùm lum. Thì nói chung là cái này nó phải có máy, còn mình cân chỉnh thủ công mình không làm được. Thì cái đơn giá của nó đưa ra là 600.000 đồng. Thì nếu bạn thấy xe bạn đang bình thường, chạy lái không lệch, thì bỏ luôn, bỏ cân chỉnh thước, cân chỉnh lại lái điện tử này, bỏ luôn các bạn ha. 600.000 này nếu bạn cảm thấy bạn chạy xe bình thường, xe không có bị lệch gì, thì bỏ luôn cái hạng mục này luôn, là bạn tiết kiệm 600.000. Còn cái vệ sinh họng hút kim phun, mình nói bạn mới có 40.000, bỏ luôn đi ha, bỏ luôn đi. Mình tí nữa mình sẽ giải thích tại sao mình bỏ, tại vì liên quan tới cái vật tư bên dưới á, phải hiểu được cái bản chất gốc rễ của nó mà tại sao là vậy. Sinh họng hút kim phun á, bỏ luôn nha các bạn. Rồi cái mục thứ tư là vệ sinh dàn lạnh bằng máy. Vệ sinh dàn lạnh bằng máy thì nếu mà máy lạnh của bạn bạn thấy nó bình thường, nó mát bình thường, không có hôi, không không có gọi là giảm độ lạnh, thì bạn bỏ luôn cái vệ sinh dàn lạnh bằng máy luôn nha các bạn ha. Là bạn bỏ luôn 250.000 này luôn, là không không cần mất cái 250.000 này nào nữa. Cái mục số 5 là vệ sinh buồng đốt bằng máy. Rồi bây giờ thường á là họng hút kim phun và buồng đốt là nó đi chung với nhau, các bạn thấy không? Tại vì á, cái thằng này là động cơ xăng, động cơ xăng thì kim phun là nó cắm trực tiếp vào trong buồng đốt luôn, nó phun trực tiếp và nó đã đánh lửa, nó cháy trong cái buồng đốt luôn. Nó động cơ xăng ha, chứ nó khác, không phải động cơ diesel. Động cơ diesel thì nó qua cái buji xong ha, nó ép rồi nó nổ ha. Thì bây giờ nó gọi là nó vệ sinh buồng đốt bằng máy, mình bỏ dẹp luôn cái vệ sinh buồng đốt. Bởi vì á, tại sao đáng lý nó phải viết cái mục số 2 là vệ sinh họng hút kim phun và cái mục tiếp theo mục số 3 nó phải ghi là vệ sinh buồng đốt bằng máy? Đáng lý cái này là nó chung một cái công đoạn, các bạn hiểu không? Nhưng mà bây giờ nó tách ra để nó xếp lại cái hàng để bạn không để ý tới. Và mình nói thẳng luôn, vệ sinh buồng đốt bằng máy bỏ luôn, dẹp không cần, mới 40.000 km không là cái gì cả các bạn ha, dẹp luôn cái này cho mình. Thì tại sao mà dẹp luôn cái này, tự nhiên mình tí nữa mình sẽ nói cho bạn nó khác nhau ở chỗ cái vật tư ha. Rồi cái mục số 6 khử mùi diệt khuẩn cabin là 30.000. Thì bây giờ bạn nghĩ nó khử mùi cho bạn diệt khuẩn cabin là cái gì? Thì cái này bạn dẹp luôn cho mình đi các bạn. Bạn cứ mang về nhà của bạn á, bạn hạ hết cửa kính xuống, bạn mang cái quạt thổi bên trong nó cho nó thoáng, thông thoáng, cái bạn hạ hết mấy cửa xuống nha. Về nhà các bạn, bạn tìm cái chỗ nào đổ xe trong gara trong nhà bạn, hạ xuống, bạn đặt cái quạt cho nó thoáng hết trong xe bạn, là nó đi hết những cái mùi thoáng ra ngoài, là xe của bạn là nó sạch sẽ. Còn cái phương pháp mà giống như khử mùi trong cabin bằng phương pháp cắm ông này nọ thôi, bỏ đi, dẹp đi các bạn, đừng có làm cái đó, làm chuyện rủi bu. Nhà mình không thiếu đâu, nhà mình mua đồ hộ cẩm đạo Trung Quốc về nó làm cho nhiều lắm mấy thứ đó, bỏ đi. Công nó chả đáng bao nhiêu, có 30.000 thôi, nhưng mà mình nghĩ chả có đáng. Nếu bạn cần thì giống như bạn bo cho nó thêm 30.000 thì bạn làm,
ha, là mục số 6 của bùi cabin. Rồi ok, hết cái phần này là gọi là cái phần loại là vật tư, quên là cái phần là công chi phí nhân công bảo dưỡng. Rồi bây giờ đến cái phần phụ tùng là vật tư thì nó liệt kê tới 11 cái hạng mục. Cái đầu tiên lọc gió điều hòa một cái là 480.000. Các bạn thấy cái này đắt không? Cái xe mà Vios, cái xe mà Toyota Vios đó, mình nói thật sự cái lọc, cái lọc gió nè các bạn, từ 880.000 cho đến 250.000 là quá đắt rồi các bạn ha. À, mà trong đây Việt Tư nó lên tới 400 mấy thì tùy bạn thôi, thay lọc gió là thay cái lọc gió điều hòa, mình thấy mình thay không đến đến 3 phút là xong nữa. Có bạn có thể tự đặt mua về cả chục cái để ở nhà các bạn. Bạn để là trong cái học của nó, mình không biết xe dưới kéo dưới cái hộp ra, kéo nó ra. Không có lên YouTube tìm hiểu thay lọc điều hòa Toyota Vios, nó ra cả đống, bạn tự làm luôn ha, là bạn tiết kiệm luôn được cái 480.000. Còn bạn nếu bạn cảm thấy bạn tiếc 480.000 nữa, mỗi lần bạn đi rửa xe thì bạn ra rửa xe, mấy thằng chỗ rửa xe nó có cái vòi súng xịt hơi á, lấy ra nó xịt cho bạn tái sử dụng lại ha, xịt lại, rồi bạn lấy cái đó bạn gắn vô, bạn vẫn lọc điều hòa sạch sẽ bình thường ha. Đó ok chưa, là bạn không có mất 480.000. Thứ hai, cái dầu phanh DOT 3 tức là nửa lít, thì cái dầu phanh này á, nó là một cái câu vẫn đang còn tranh luận tại sao phải thay với dầu phanh. Mình phải hiểu được cái dầu phanh này á, nó là một loại dầu truyền lực các bạn. Dầu truyền lực tức là khi mà bạn đạp phanh á, khi bạn đạp phanh á thì á, thay vì cái kiểu mà gọi là đạp phanh theo kiểu mà dùng cơ như cái phanh tay của mình nè, thì cái dây cáp các bạn, dây cáp nó kéo lên thì nó sẽ ép cái má phanh vào trong cái đĩa phanh ha, để thắng ha. Nó có nhiều cái rất là bất lợi, bởi vì là cái lực đạp của chân của tay nó không bao giờ nó đều được, và nhiều khi nó xảy ra cái hiện tượng là bó phanh, thì bởi vậy nó mới sinh ra gọi là cái dầu thắng. Có nghĩa là muốn truyền lực thì phải truyền thông qua cái dầu các bạn ha, nó giống cái piston vậy đó. Thì nếu là mình nhá, cái dầu phanh này bạn không cần thay luôn, bạn đến bạn có thể chạy tới 80.000 cây bạn thay vẫn được ha. Cái dầu phanh nha, dầu phanh bạn đợi đến 80.000 cây bạn thay vẫn còn được ha. Còn nếu bạn muốn thay thì tùy bạn thôi, tại vì cái cây này là câu hỏi tranh luận của mọi người, mà nói mà ra tranh luận thì ai cũng nói đúng, nên tùy bạn. Còn mình thì mình không thay cái dầu phanh ha, 80.000 cây mình mới thay dầu phanh. Rồi cái này mà quan trọng nè, lọc dầu động cơ, lọc dầu động cơ thì nó thay ok, bởi vì khi bạn lọc dầu động cơ trong đây nó là có 208.000 nè. Lọc dầu động cơ tức là lọc nhớt á, trong miền Nam mình gọi lọc nhớt á, thì cái này nói chung tùy bạn thôi, bạn tự thay trong hãng cũng được. Còn nếu mà bạn tự thay thì nó rẻ hơn, mua bên ngoài 60-70 ngàn cái lọc. Bạn mỗi lần bạn thay nhớt thì bạn thay luôn cái lọc nhớt thì cũng dễ, nhưng mà thôi coi như cho người ta ăn đi, bạn chấp nhận cho nó thay cái lọc dầu động cơ. Thì khi nó có cái lọc dầu động cơ rồi ấy, thì nó sẽ bảo vệ cái bồn đốt của bạn sạch sẽ ha, nó bảo vệ cái bồn đốt sạch sẽ rồi. Thì bạn cần gì bạn phải vệ sinh bồn đốt. Đó là lý do mà tại sao cái danh mục công nhân công bên trên là mình bỏ đi, bởi vì là bạn đã thay cái lọc dầu động cơ số 3. Ok, mình chấp nhận cho thay cái lọc dầu động cơ thứ 3 này do bạn không tự làm được, 208.000. Rồi, dầu máy tức là nhớt 10W30 can 4 lít. Thì cái này á, dầu máy thì bạn thay định kỳ là được thôi, đúng rồi, không có gì hết. Cái mục số 4 mình ok luôn, mục số 3 mình ok nè, là 208.000. Mục số 4 đó là dầu máy tức là dầu nhớt đó, can 4 lít gì đây nè, là nhân với 90.000 tức là khoảng tầm 324.000 nè. Ok, lọc gió động cơ thì cái này bạn thay cũng được ha, lọc gió động cơ, bởi vì khi bạn thay cái lọc gió động cơ thì nó sẽ giúp cho cái sạch cái bồn đốt luôn, cái bồn đốt nó cũng sạch luôn các bạn. Không khí nó đưa vào đó là không khí sạch thì cái bồn đốt của bạn nó cũng sẽ là sạch. Do đó khi bạn đã thay cái lọc gió động cơ lọc nhớt rồi thì bạn không cần vệ sinh bồn đốt làm gì, kim phun làm gì, đúng không bạn? Làm cái kia là làm thừa. Bạn cái mục số 5 mình ok cho bạn luôn, bạn cũng ok luôn là lọc gió động cơ ok luôn.
Còn phần lọc xăng mình ok luôn. Nếu mà mọi người nói cái xăng ở Việt Nam mình nhớ là cặn nhiều bẩn nhiều, thôi tạm chấp nhận như vậy đi, thay luôn cái lọc xăng ok luôn. Rồi thì khi mà bạn thay cái những cái phụ tùng là ví dụ như lọc xăng, lọc gió, lọc nhớt rồi thì cái bộ đốt bạn sẽ sạch thôi, đúng không các bạn? Cần gì phải vệ sinh, cần gì phải vệ sinh bồn đốt, kim phun, họng hút làm gì, đúng không bạn? Cái họng hút của bạn xe là xe máy xăng, nó khác với xe máy dầu ha. Xe máy dầu nó khác, nó đốt lần hai các bạn. Xe máy dầu nó đốt lần hai, nó tuần hoàn lại đốt lần hai thì nhiều khi nó mới sinh ra những cái bụi đen nó bám họng hút này nọ. Còn máy xăng mà nó sạch lắm các bạn. Ok ha. Rồi vậy mình sẽ trong cái danh mục vật tư đó, thì mình sẽ duyệt cái này nè, mình sẽ duyệt cái lọc dầu động cơ. À, lọc dầu thay nhớt, lọc dầu là mục số 3, mục số 4 nè, rồi lọc gió động cơ, rồi là số 5, lọc xăng là mục số 6. Rồi ok, là những hạng mục 3, 4, 5, 6 là mình ok rồi đó ha. Còn lại dung dịch, rửa động cơ, dẹp bỏ luôn. Vật tư phụ tùng trong bảo dưỡng, chả biết nó là cái gì, bỏ luôn. Dung dịch làm sạch dàn lạnh, bỏ luôn đấy các bạn. Bỏ luôn. Máy lạnh bạn đang đang lạnh, đang mát thì bạn chả cần như vệ sinh gì cả. Rồi bỏ ra đi. Mục số 10, dung dịch vệ sinh bồn đốt. Đó đi nha. Bỏ. Rồi, dung dịch khử mùi, dịch khuẩn cabin. Bỏ luôn, bỏ mấy thứ đó hết ha. Đó, thì tóm lại bạn chỉ làm cho mình cái mục số 3 là thay lọc dầu động cơ, mục số 4 là thay nhớt động cơ, mục số 5 thay lọc gió, mục số 6 là lọc xăng. Hết, chừng đó là được rồi. Rồi chừng đó coi nó lấy công bao nhiêu. Hết, vậy thôi các bạn ha. Còn nếu mà bạn ở trong miền Nam á, thành phố Hồ Chí Minh á, mình nói thật chán quá mấy cái hạng mục này mà bây giờ để nói bạn tin hay không tin. 40.000 rồi, ok, chốt với bạn như vậy nha. Còn lại những cái thứ kia bỏ hết đi, đừng có làm vớ vẩn vô. Rồi vậy nha. Rồi những bạn nào tham khảo thì có thể tự xem cái cách này của mình. À, còn giải thích về về nguyên lý tại sao thì mệt lắm, mệt lắm, giải thích nhiều ha. Rồi thôi, cảm ơn bạn theo dõi clip nha. Đó, rồi cảm ơn bạn. Còn bạn muốn thắc mắc gì nữa thì bạn cứ đặt câu hỏi bên dưới hoặc là gửi mail về cho mình. Những câu hỏi nào mà nó nhiều người đặt câu hỏi thì mình sẽ gom lại mình chung mình làm một clip. Tại vì mình nói thẳng luôn là mình không phải sống được là nhờ ở chỗ cái tiền PR quảng cáo hay là cái gì của những cái gara hay là của đại lý hãng để tâng bốc một cái gì đó lên. Mình sống bởi vì mình có một cái nghề nghiệp rõ ràng, nên mình không quan tâm quan trọng hết ha các bạn ha. Đó, không quan tâm quan trọng những cái cách mà phải khen, phải là khen những ai đó, nịnh bợ xua nịnh ai, cái đó không có bạn nha. Đó, rồi ok, cảm ơn bạn theo dõi clip. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.